Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Việt Nam Online, chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện. Chương trình ngày 5 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật việc làm, đảm bảo việc làm bền vững và an toàn cho mọi người lao động trong xã hội. Bộ Công Thương họp báo về các vụ việc nóng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Meeting quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại đối thoại Shangri-La, thông điệp của Việt Nam về hóa giải các nguy cơ và thách thức an ninh trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13. Sáng ngày 5 tháng 6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày tờ trình của Chính phủ về dự án luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí sửa đổi. Trong báo cáo của Chính phủ, dự thảo luật trình lần này đã thiết kế các quy định theo hướng chặt chẽ hơn nhằm thực hiện yêu cầu quản lý phù hợp với mục tiêu thực hành tiết kiệm chống lãng phí như sử dụng phương tiện thiết bị làm việc, phương tiện đi lại. Dự thảo luật quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong quản lý sử dụng các hoạt động này, đặc biệt đưa ra quy định hàng năm đơn vị phải thực hiện kiểm toán nội bộ đối với các khoản chi tiêu liên quan đến các hoạt động này để tăng tính hiệu quả hiệu lực của luật. Bổ sung việc quy định coi công khai trong quản lý ngân sách nhà nước, vốn tài sản lao động, thời gian lao động và các nguồn tài nguyên là biện pháp để đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt, điểm mới nữa của dự thảo là bổ sung trách nhiệm giải trình trước cơ quan chức năng và trước công luận của người đứng đầu cơ quan tổ chức trong việc để xảy ra lãng phí trong đơn vị mình, trách nhiệm giải trình của các cán bộ công chức viên chức khi để xảy ra lãng phí. Thưa quý vị và các bạn, Bộ luật Lao động hiện hành mới chỉ điều chỉnh nhóm lao động có quan hệ lao động. Trong khi đó, trên 65% lao động đang làm việc trong nền kinh tế không có quan hệ lao động hay thường được gọi là lao động khu vực phi chính thức vẫn chưa có luật điều chỉnh. Để khắc phục hạn chế nêu trên, Chính phủ đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội soạn thảo dự án luật việc làm nhằm điều chỉnh toàn bộ lực lượng lao động, bao gồm cả lao động chưa có việc làm, lao động khu vực phi thức. Trong chương trình làm việc buổi chiều ngày 5 tháng 6, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền trình bày tờ trình dự án luật việc làm và nghe báo cáo thẩm tra dự án luật này. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Truyền đã trình bày tờ trình dự án luật việc làm. Tờ trình nêu rõ, thực tế hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc làm chủ yếu điều chỉnh nhóm đối tượng có quan hệ lao động thông qua hợp đồng lao động, trong khi trên 65% lao động đang làm việc trong nền kinh tế không có quan hệ lao động, chưa có luật điều chỉnh. Dự án luật việc làm sẽ điều chỉnh toàn bộ lực lượng lao động, bao gồm cả lao động chưa có việc làm, lao động tự làm, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, xây dựng chính sách việc làm thống nhất để phát triển và kết nối cả cung, cầu lao động, tiến tới việc làm bền vững cho mọi người lao động. Bộ luật lao động chỉ điều chỉnh lao động có quan hệ lao động, nhiều quy định trong bộ luật chưa cụ thể khắc phục được những hạn chế và điều chỉnh toàn diện quan hệ xã hội về việc làm. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời hoàn thiện chính sách pháp luật về việc làm nhằm tạo cơ hội việc làm, đảm bảo việc làm bền vững và an toàn cho mọi người lao động trong xã hội, nâng cao trách nhiệm của nhà nước và xã hội đối với vấn đề thúc đẩy việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng làm việc cho người lao động, cần phải có một đạo luật riêng để điều chỉnh toàn diện quan hệ về việc làm và thị trường lao động. Chính vì vậy, việc xây dựng dự án luật việc làm là hết sức cần thiết, phù hợp với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế, thúc đẩy, ổn định, bảo đảm việc làm và việc làm bền vững cho người lao động. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật việc làm. Báo cáo thẩm tra cơ bản nhất trí với phạm vi điều chỉnh của dự án luật và đối tượng áp dụng, trong đó đánh giá cao hai nhóm chính sách mà dự án luật việc làm đề cập, đó là chính sách chủ động nhằm hỗ trợ phát triển việc làm, ngăn ngừa thất nghiệp, thiếu việc làm, nhóm chính sách thụ động nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp. Đồng thời, yêu cầu cơ quan soạn thảo phải có những đánh giá đầy đủ hơn những tác động về kinh tế xã hội của từng nhóm chính sách, trên cơ sở đó cần làm rõ nguồn lực, điều kiện để việc áp dụng các chính sách một cách thiết thực, khả thi. Báo cáo thẩm tra cũng đánh giá cao chính sách việc làm công. Đây là chính sách mới do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn thông qua các chương trình dự án. Chính sách này không chỉ góp phần giải quyết việc làm tại chỗ mà còn phát huy được sự chủ động của chính quyền địa phương, tham gia của cộng đồng dân cư trong việc sử dụng nguồn lực từ ngân sách nhà nước phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Việc bổ sung chính sách này là cần thiết.
Tuy nhiên, cần nghiên cứu để thu hẹp phạm vi phù hợp với tính chất giải quyết việc làm tạm thời và khuyến khích xã hội hóa để thu hút sự tham gia của các cơ quan tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách. Bên cạnh đó, dự thảo luật cần bổ sung các quy định đảm bảo tính kết nối giữa chính sách chung quy định tại Điều 5 với các chính sách cụ thể trong dự án luật, giữa các chính sách hỗ trợ tạo việc làm với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bổ sung một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, kỹ năng nghề đối với các đối tượng chưa có quan hệ lao động. Riêng đối với chính sách việc làm cho thanh niên, cần đảm bảo thống nhất với chính sách việc làm đã được quy định trong luật thanh niên. Trong chương trình làm việc buổi chiều, Quốc hội cũng đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật đấu thầu sửa đổi, thảo luận dự án luật sửa đổi bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước hiện có 52 triệu người trong độ tuổi lao động. Trong đó, gần 40 triệu lao động, khu vực phi chính thức đang nằm ngoài vùng bao phủ của các chính sách an sinh xã hội. Vì vậy, việc xây dựng luật việc làm là rất cần thiết nhằm thúc đẩy các quan hệ xã hội về việc làm phát triển, tạo ngày càng nhiều việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả và góp phần duy trì, bảo đảm việc làm bền vững cho người lao động. Từ sáng sớm, tại các khu vực như đường Bưởi Hà Nội, phố Kim Ngưu, đường Giảng Võ Hà Nội, tấp nập những người lao động đứng ngồi chờ việc. Thu nhập bấp bênh, không hợp đồng, không chế độ bảo hiểm, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, những lao động này vẫn kiên nhẫn bám trụ chờ việc. Lao động tự do, nhưng mà do xuất xảy ra tai nạn, nếu chủ nhà hay là cái việc gì là có công ty hoặc làm công ty bảo đảm, thì vẫn có là trách nhiệm của công ty đấy, bảo hộ cho anh. Còn mà anh làm việc tư nhân, nếu mà anh như vậy thì không bao giờ có gì cả. Hiện có khoảng 40 triệu lao động thuộc khu vực phi chính thức, chiếm hơn 60% tổng số lao động cả nước. Tuy nhiên, những lao động này đang phải đối mặt với rất nhiều rủi ro khi chưa tiếp cận các chế độ phúc lợi xã hội. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc làm của Việt Nam hiện nay chủ yếu điều chỉnh nhóm đối tượng có quan hệ lao động, trong khi hơn 60% lao động đang làm việc trong nền kinh tế không có quan hệ lao động, chưa có luật điều chỉnh. Việc xây dựng và ban hành luật việc làm là rất cần thiết nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho mọi người lao động trong xã hội. Từ những bất cập này, dự thảo luật việc làm được xây dựng với mục tiêu điều chỉnh các mối quan hệ xã hội về việc làm, bao gồm việc làm của người có quan hệ lao động, việc làm của người không có quan hệ lao động, thu hẹp khoảng cách giữa khu vực kinh tế phi chính thức và chính thức. Việc quy định về mở rộng cái đối tượng bảo hiểm thất nghiệp tự nguyện cho cái khu vực lao động phi chính thức này thì chúng ta cũng cần phải có những cái hướng hết sức cụ thể là phương pháp thu như thế nào, thu ra sao, có những cái định hướng hết sức cụ thể, chứ không chỉ là một cái điều đơn giản như chỉ là một điều trong cái quy định trong dự thảo là giao cho chính phủ quy định. Chúng tôi cũng đề nghị rằng là tiếp tục phải rà soát lại những cái điều khoản của luật để tránh cái sự mâu thuẫn luật với các luật khác hiện đã có và đặc biệt là những cái luật mới vừa được ban hành, rồi những cái luật mà đang song song được xây dựng dự thảo. Để bảo đảm tính khả thi, bảo đảm quyền lợi cho 52 triệu lao động trong cả nước, đặc biệt là các nhóm lao động yếu thế, luật việc làm cần có sự kế thừa, bổ sung và phát triển những chính sách hiện hành, đồng thời phải đánh giá được những tác động của chính sách này trong thực tiễn. Sáng 5 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thông tin về các vụ việc nóng xảy ra trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu thời gian gần đây, như vụ cháy tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội, vụ rút ruột xăng dầu tại bãi cháy Quảng Ninh và vụ việc cây xăng tại Đồng Nai, Lâm Đồng nhận môi giới thu tiền mãi lộ. Xe vận chuyển và rút ruột. Tại cuộc họp báo, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, cây xăng 2B Trần Hưng Đạo Hà Nội là trạm cấp phát xăng dầu nội bộ của quân đội, thuộc diện quản lý của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, không được cấp giấy chứng nhận kinh doanh và không thuộc diện quản lý theo Nghị định 84 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Như vậy, cây xăng này đã kinh doanh không phép. Việc xử lý cây xăng này, ông Quyền cho biết sẽ làm việc với Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và làm việc với chủ sở hữu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để đảm bảo nếu cấp phát xăng dầu thì phải đúng đối tượng, nếu sai thì lực lượng quản lý thị trường trên địa bàn phát hiện sẽ xử lý theo pháp luật. Về vụ việc
việc rút ruột xe tét chở xăng dầu tại bãi cháy Quảng Ninh được báo chí phát hiện mới đây và vụ việc cây xăng tại Đồng Nai, Lâm Đồng nhận môi giới thu tiền máy lộ, ông Võ Văn Quyền cho biết Bộ Công Thương đã thành lập đoàn kiểm tra phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc. Còn những nghi vấn về chất lượng xăng dầu sau khi bị rút ruột, ông Đỗ Thanh Lam, cục phó cục quản lý thị trường cho biết sẽ do các cơ quan của Bộ Khoa học và Công nghệ làm sáng tỏ. Sau khi các vụ việc nóng được báo chí đăng tải, Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các sở công thương tại các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Hà Nội và các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu tập trung rà soát quy hoạch mạng lưới cửa hàng xăng dầu, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh với các cửa hàng vi phạm, kiên quyết loại bỏ những cửa hàng xăng dầu không nằm trong quy hoạch. Tại cuộc họp báo, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương thừa nhận ngay tại Hà Nội hiện nay cũng có khoảng 50 cửa hàng điểm kinh doanh xăng dầu không nằm trong quy hoạch. Thưa quý vị và các bạn, vụ cháy xe bồn ở cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội ngày 3 tháng 6 vừa qua đã đặt ra nhiều vấn đề cần sớm được giải quyết. Trong đó, nổi lên thực trạng hiện nay trên địa bàn các đô thị đang có rất nhiều cây xăng hoạt động sát trong khu vực dân cư, không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trả lời phỏng vấn phóng viên Việt Nam Online bên lề hành lang Quốc hội sáng ngày 5 tháng 6, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đã yêu cầu các cơ quan chức năng chấn chỉnh lại tình trạng trên. Vụ cháy kinh hoàng diễn ra tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo hôm 3 tháng 6 đã làm ít nhất 13 người bị thương, trong đó có 9 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Mặc dù lực lượng chức năng đã điều động 15 xe cứu hỏa cùng với 3 xe cứu hỏa của Bộ Tư lệnh Thủ đô đến hiện trường, đám cháy được dập tắt nhưng cây xăng này vẫn bị thiêu rụi. Nhận định ban đầu về vụ cháy nổ của cơ quan chức năng là do sự tắc trách của nhân viên đại lý xăng dầu. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu lực lượng chức năng làm rõ sự việc. Các cơ quan chức năng phải kiểm tra, báo cáo rõ nguyên nhân và quy rõ trách nhiệm về để cái tình trạng này. Cũng sau vụ cháy, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy đưa ra một con số khiến nhiều người giật mình. Thống kê từ năm 2011, riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội có tới 489 cửa hàng bán xăng dầu đang hoạt động. Trong đó có 65 cửa hàng phải tiến hành di rời ra khỏi vị trí để đảm bảo an toàn. Chưa tính có nhiều cây xăng khác vẫn không đạt quy chuẩn. Trước những ẩn họa từ các cây xăng nằm trong khu dân cư có thể gây ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tính đến những phương án đảm bảo an toàn và hiệu quả nhất cho người dân. Phải ra lại những cái tiêu chuẩn an toàn để mà phòng hộ tại chỗ, trên tinh thần là chủ động có trang bị những phương tiện cần thiết khi cháy nổ xảy ra. Tất cả cán bộ, nhân viên liên quan đến những công việc xăng dầu đều thực hiện đúng cái quy định của nhà nước về những cái phòng cháy để chủ động trong mọi tình huống. Vụ cháy tại cây xăng trên địa bàn thành phố Hà Nội chỉ là một ví dụ cho thấy đã đến lúc vấn đề an toàn tại những cây xăng phải được đặt ra nghiêm túc, bởi với lực lượng phương tiện chữa cháy còn nhiều hạn chế như hiện nay thì việc phòng cháy chữa cháy là việc quan trọng nhất lúc này. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 6 tại thành phố Huế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức lễ meeting quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đàm đã tham dự buổi lễ. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, hàng năm có 1,3 tỷ tấn lương thực bị lãng phí, tương đương với 1/3 sản lượng lương thực toàn cầu. Tuy nhiên, cứ 7 người thì lại có một người bị chết đói. Mỗi ngày trên thế giới, có tới 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi bị chết đói. Ngoài ra, lãng phí thực phẩm không chỉ là sự lãng phí về tài chính, ảnh hưởng an ninh lương thực mà còn tác động rất lớn tới môi trường. Để sản xuất ra được lương thực thực phẩm thì chúng ta phải cần một cái nhập lượng rất lớn, bao gồm chúng ta thường gọi là nước phân cần giống, những cái nhập lượng nông nghiệp và đồng thời là một cái lượng đất đai rất là lớn để sản xuất. Mà khi chúng ta khai thác một lượng đất đai rất lớn liên quan tới cái việc khai phá rừng và sử dụng một cái nguồn nước rất là lớn để có thể sản xuất được lương thực và thực phẩm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta tiêu thụ thực phẩm không tính toán thì nó có dẫn tới nhiều cái hệ lụy. Một là có thể không có bảo đảm được cái sức khỏe. Thứ hai là nó sẽ góp phần tăng thêm cái gánh nặng trong cái sản xuất nông nghiệp.
Ngày Môi trường Thế giới năm nay có sự tham gia hưởng ứng của 150 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, lễ meeting quốc gia thu hút sự tham dự của hơn 3.000 người đại diện các bộ, ban, ngành, trung ương và địa phương. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm nay, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức về môi trường do chính con người tạo ra. Trên 60% chất thải sinh hoạt ở nông thôn và 16% chất thải sinh hoạt ở đô thị chưa được thu gom, xử lý. Thêm vào đó, hàng năm, một lượng lớn lương thực đang được thu hoạch không đúng quy trình, gây lãng phí. Ngày Môi trường Thế giới năm nay có ý nghĩa thực sự to lớn, biểu hiện bằng việc Liên Hợp Quốc lấy chủ đề "Hãy nghĩ về môi trường trước khi tiêu thụ thực phẩm". Đây là chủ đề thiết thực, là thông điệp quan trọng để mỗi người, mỗi gia đình, tổ chức suy nghĩ và hành động khi tiêu dùng thực phẩm, hướng tới bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương và toàn thể nhân dân tăng cường các hoạt động bảo vệ, từng bước khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, thực hiện nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết cùng quốc tế và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của quốc tế trong hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngay sau lễ meeting quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã đến dự chương trình phát động lễ trồng cây nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6 do Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam tổ chức tại thành phố Huế. Chương trình tiến hành trao tặng 20.000 cây giống cho người dân xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm mục đích trồng thêm nhiều cây xanh cho các thành phố, cải thiện môi trường cho người dân Việt Nam. Đây là hoạt động hợp tác nhằm hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc đẩy mạnh trồng, quản lý và bảo vệ cây xanh để cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, các địa phương. Chương trình đã tổ chức trồng cây tại 8 tỉnh, thành phố trên toàn quốc: thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tiền Giang, Hà Nội, Hội An, Quảng Nam và Hải Phòng với gần 70.000 cây xanh các loại. Sau lễ phát động, chương trình sẽ tiếp tục trồng cây tại tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Sáng ngày 5 tháng 6, Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia hội nghị có gần 400 đại biểu đại diện cho một số bộ ngành, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu các chính sách và cơ hội đầu tư vào địa phương này. Tại hội nghị này, Quảng Ngãi đã thông tin đến các nhà đầu tư một chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, các khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng cơ bản. Dự án khu công nghiệp dịch vụ đô thị Việt Nam Singapore V-Ship tại Quảng Ngãi được xem là tâm điểm kêu gọi đầu tư lần này. Các khu công nghiệp khác là Tịnh Phong và Quảng Phú cũng đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón nhận đầu tư. Trong khi đó, khu kinh tế Dung Quất hiện đã thu hút được 170 dự án với tổng vốn đầu tư trên 11 tỷ đồng. Nhờ các chính sách ưu đãi, Quảng Ngãi đã thu hút được một số dự án lớn như nhà máy lọc dầu công suất 6,5 triệu tấn một năm, nhà máy Quảng Dusan Vina, nhà máy thép liên hợp công suất 7 triệu tấn một năm. Trong đợt xúc tiến đầu tư này, Quảng Ngãi tập trung ưu tiên cho các dự án sản xuất công nghiệp nặng, cơ khí chế tạo máy, đóng tàu, phát triển nhà ở đô thị. Tại nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2013 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, tập trung đôn đốc triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách Chính phủ đã chỉ đạo, quyết tâm đưa cơ chế, chính sách vào cuộc sống. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí để có thể giảm thêm lãi suất cho vay một cách hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận vốn, hướng dòng vốn vào sản xuất, có giải pháp cụ thể giúp doanh nghiệp có triển vọng tiếp tục vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Bộ Công Thương tích cực chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, tăng cường các biện pháp, phương án đảm bảo an toàn các công trình điện, đặc biệt là hệ thống truyền tải điện cao áp, khẩn trương làm rõ, xem xét trách nhiệm về sự cố điện đã xảy ra tại miền Nam, không để xảy ra trường hợp tương tự. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khẩn trương xây dựng quy hoạch đầu mối xuất khẩu gạo, quản lý chặt chẽ các hoạt động của các đầu mối, có biện pháp chế tài khắc phục tình trạng cạnh tranh xuất khẩu không lành mạnh, phá giá. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo triển khai tạm trữ lúa gạo, không để giá xuống thấp, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Tăng cường chỉ đạo quản lý các hiệp hội trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, nâng cao vai trò của các hiệp hội trong định hướng giá nông sản xuất khẩu, không để các doanh nghiệp xuất khẩu phá giá, gây thiệt hại chung.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước. Theo đó, thông tin thống kê nhà nước đã công bố theo quy định của luật thống kê và các văn bản quy phạm pháp luật khác phải được phổ biến kịp thời, đầy đủ, khách quan và minh bạch. Tổ chức thống kê thuộc hệ thống tổ chức thống kê nhà nước và cơ quan tổ chức khác có chức năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê nhà nước, chịu trách nhiệm về tính khách quan và độ tin cậy của thông tin thống kê phổ biến. Không phổ biến hoặc ép buộc cơ quan tổ chức khác phổ biến thông tin thống kê nhà nước đã bị làm sai lệch và những thông tin thống kê nhà nước phục vụ lợi ích riêng của các tổ chức cá nhân gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân khác. Việc phổ biến thông tin thống kê nhà nước phải được thực hiện đúng thời hạn quy định, công khai minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm phạm vi thu thập, phương pháp tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phổ biến các thông tin thống kê nhà nước. Tổ chức cá nhân sử dụng thông tin thống kê nhà nước có trách nhiệm bảo vệ tính trung thực, khách quan và tính pháp lý của thông tin thống kê nhà nước. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ hè thu năm 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 15 tháng 6 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2013. Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay một thóc gạo tạm trữ. Thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 năm 2013 đến ngày 15 tháng 9 năm 2013. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc gạo tạm trữ trên, đồng thời phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc gạo. Các thương nhân thực hiện mua thóc gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định hướng dẫn một số ngân hàng thương mại thực hiện cho vay mua tạm trữ thóc gạo. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015. Cụ thể, Thủ tướng quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện quyết định hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010 và quyết định phê duyệt kế hoạch định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh du cư đến năm 2012. Sau 5 năm triển khai các quyết định này, hiện cả nước đã hoàn thành định canh định cư cho 9.827 hộ với 46.187 nhân khẩu, thực hiện khai hoang thêm gần 9.000 hectare đất ở và đất sản xuất, xây dựng mới hàng trăm công trình thủy lợi, điện sinh hoạt, nhà văn hóa, lớp học mẫu giáo, xây dựng trên 1.000 km đường giao thông nông thôn và 9.827 nhà ở cho các hộ định canh định cư, góp phần thiết thực trong việc ổn định đời sống và giảm nghèo đối với các hộ du canh du cư. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La 12 tại Singapore đã khép lại trong dư âm từ hội nghị an ninh thường niên lớn nhất châu Á vẫn còn tiếp diễn với chủ đề xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á. Bài phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong phiên khai mạc hội nghị đã gây được tiếng vang lớn và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, của các chuyên gia phân tích quốc tế, của các chính khách cũng như dư luận trong và ngoài nước. Để tìm hiểu rõ hơn về dấu ấn của bài phát biểu trên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện của phóng viên Vietnam Online với Đại tá Lê Thế Mẫu, Nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quân sự, Bộ Quốc phòng, chuyên gia bình luận các vấn đề quốc tế. Vâng, thưa Đại tá, qua theo dõi dư luận quốc tế cũng như là trong khu vực, thì trong thời gian diễn ra hội nghị cũng như là sau khi kết thúc thì có thể thấy là cộng đồng quốc tế đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam cho thành công của đối thoại lần này. Vậy ông có nhìn nhận như thế nào về cái đánh giá này ạ? Tôi cho rằng là cái nhận định của các nước trong khu vực và bên ngoài khu vực về cái vai trò của Việt Nam đối với cái củng cố an ninh và hòa bình ở trong khu vực thì phải nói họ đánh giá hoàn toàn đúng đắn và hợp lý. Bởi vì lần đầu tiên trong lịch sử 12 lần diễn đàn Shangri-La thì có một cái bản thông điệp mà có chất lượng và có cái định hướng về cho các tham luận mà mạnh mẽ và có hiệu quả như là cái bản thông điệp của Việt Nam vừa rồi. Đây là cái thứ hai, trong cái bản thông điệp đó là đã trình bày một cách hết sức là thẳng thắn, hết sức là chân thành và đầy trách nhiệm của Việt Nam đối với cái lợi ích bảo đảm an ninh, gìn giữ hòa bình, củng cố phát triển và
và tiến bộ, không phải xuất phát từ lợi ích riêng của Việt Nam, mà chính là vì lợi ích chung của các nước trong khu vực và các nước bên ngoài khu vực. Thì thế đây nó thể hiện cái tinh thần rất trách nhiệm của Việt Nam, và cũng thể hiện rất rõ cái chủ trương chính sách đối ngoại của Việt Nam là Việt Nam là bạn tất cả các nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển. Thì đấy, chính vì vậy cho nên là cộng đồng quốc tế người ta đánh giá rất cao, người ta trích dẫn nguyên văn rất nhiều những luận điểm ở trong cái bản thông điệp. Và đặc biệt là cái ông giám đốc cái viện nghiên cứu chiến lược quốc tế London thì ông còn nói rằng là trong lịch sử của Shangri-La thì chưa có một cái bản đề dẫn nào mà nó có chất lượng, mà nó có hiệu quả như là cái đề dẫn của đoàn trưởng đoàn Việt Nam. Vâng, vậy ông có thể phân tích rõ hơn cụ thể về cái bản thông điệp này của Việt Nam có ý nghĩa như thế nào đối với việc tranh chấp trên Biển Đông hiện nay đang rất là căng thẳng và có diễn biến phức tạp ạ? Trước hết là cái sáng kiến Việt Nam là đề nghị xây dựng cái lòng tin chiến lược giữa các nước có liên quan đến tranh chấp trong khu vực cũng như bên ngoài khu vực, những nước có lợi ích ở tại khu vực này. Thế thì cái lòng tin chiến lược hiện nay là cái mà thiếu căn bản trong cái việc mà tìm ra giải pháp và gìn giữ hòa bình và giải quyết xung đột. Bởi vì là có một số quốc gia thì là tuyên bố, trên lời nói thì tuyên bố như vậy, nhưng trong thực tế thì họ lại hành động hoàn toàn khác, tạo ra một sự nghi ngại về cái biện pháp thực tế cũng như là cái thành tâm của quốc gia mà tham gia giải quyết xung đột ở đây. Đấy là một. Cái thứ hai là cái thông điệp này nó có một cái ý nghĩa quan trọng là gì? Việt Nam là ủng hộ cái sự can dự của các nước lớn trong khu vực. Thế thì Việt Nam đề nghị là các nước lớn phải có trách nhiệm. Trước hết là trách nhiệm lớn nhất đó là Mỹ và Trung Quốc. Và thứ hai nữa là gì? Việt Nam ủng hộ cái sự can dự của các nước lớn vào khu vực, miễn là sự can dự đó bảo đảm hòa bình ổn định trong khu vực. Cái này nó là một điều rất là quan trọng để giải quyết xung đột, bởi vì nó sẽ tạo ra một cái sự cân bằng chiến lược như là tuyên bố của Mỹ, tức là Mỹ trở lại châu Á hay là trở lại Đông Nam Á, thì tạo ra một sự cân bằng chiến lược vì sự hòa bình ổn định phát triển ở khu vực. Cái điều đó rất là quan trọng. Và một cái nữa trong thông điệp này nó có ý nghĩa rất là quan trọng về giải quyết xung đột ở Biển Đông ấy, tức là vai trò của ASEAN hết sức quan trọng. Mà để giải quyết những việc cái tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông thì phải thông qua cơ chế đa phương. ASEAN phải đóng vai trò là một vai trò trung tâm trong cái cơ chế đa phương đó. Và cái cuối cùng là gì? Là một lần nữa Việt Nam khẳng định rằng là để giải quyết tranh chấp xung đột Biển Đông thì phải các nước ASEAN và Trung Quốc cần phải thực hiện một cách nghiêm túc cái tuyên bố về cách ứng xử Biển Đông DOC và xúc tiến xây dựng đàm phán để ký kết cái bộ quy tắc ứng xử Biển Đông ở COC, bởi vì bộ quy tắc này có cơ sở ràng buộc về pháp lý để buộc các nước phải hành động theo đúng một quy tắc thống nhất. Và Việt Nam cũng tuyên bố là sẽ cùng với các nước ASEAN là thực hiện nghiêm túc cái tuyên bố 6 điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông. Thì tất cả những cái đó là tổng hợp lại là tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp cũng như để các nước tìm ra giải pháp mà giải quyết tranh chấp, làm thế nào vừa giữ được hòa bình ổn định ở trong khu vực lại vừa là đảm bảo cái lợi ích của các nước bên ngoài khu vực. Và một vấn đề nữa tức là gì? Để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông nói riêng và chủ quyền quốc gia nói chung ấy, thì Việt Nam tăng cường hiện đại hóa quân đội. Và Việt Nam cũng tuyên bố rằng là cái việc hiện đại quân đội đó là chỉ nhằm bảo vệ chủ quyền, hòa bình và tự vệ, chứ không nhằm chống lại với bất kỳ quốc gia nào khác. Thứ hai là Việt Nam cũng không liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào, cũng không để cho các nước nào lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam. Thì điều này nó hóa giải một cái nghi ngại hiện nay trong một số nước trong khu vực là cứ cho rằng là Việt Nam nó đi về nước nọ chống nước kia. Thì đây là lần đầu tiên là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tạm diễn an ninh quốc tế đã tuyên bố một cách thẳng thắn và minh bạch những quan điểm đó của Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là cái này nó có tác dụng rất là quan trọng trong việc hóa giải tất cả những mối nghi ngại cũng như cái động cơ chân thành mà có tính chất xây dựng của Việt Nam trong việc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Chương trình Việt Nam Online do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC thực hiện ngày 5 tháng 6 đến đây kết thúc. Ngay sau đây sẽ là phần điểm lại các thông tin chính đã phát trong chương trình. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn lại. Hôm nay Quốc hội thảo luận về dự thảo luật việc làm, đảm bảo việc làm bền vững và an toàn cho mọi người lao động trong xã hội.
Bộ Công Thương họp báo về các vụ việc nóng trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Meeting quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại đối thoại Shangri-La, thông điệp của Việt Nam về hóa giải các nguy cơ và thách thức an ninh trong khu vực. Mời quý vị xem thông tin chi tiết tại website vno.chinhphu.vn hoặc vtc.com.vn.